vô thì lúc đó huynh đệ thấy đấy cũng hỏi con sao băng dữ vậy, cái con lột ra, cái huynh đệ cũng nói ơi như vậy là con chưa có nhiều đâu, dạ chưa có bằng con lúc trước đâu, kêu là thôi bây giờ con lột luôn đi, khỏi băng gì hết, nên nó băng nó hầm nó lâu lạnh lắm, à nó mình chịu đau tí rồi mình đi nó mau kéo da, bây giờ con cũng chả biết sao mà con lột luôn. Dạ chào sư, mình thọ thực xong ha sư. Như là Phật tử cúng dường hơi nhiều à, dùng không hết hay sao? Thầy sư dùng có miếng nước mà không? Ôi sư lát có dùng đó thôi sao không dùng? Dạ, ý là vậy là sư dùng có một miếng hay sao? Nước á? Nước này con chưa. Cái chai này mà nguyên đó. Như nãy giờ sư chưa chưa dùng nước ha. Dạ vâng. Cái con định suối. Dạ. Nhìn tính ra là ủa sư thường thường mấy cái nước ngọt này là sư là không dùng nước ngọt nào luôn hay sao sư? Nói chung là nước ngọt con vẫn dùng được. Dạ. Khi nào sáng đi cất thực mà không có nước suối đó. Dạ. Thì có nước ngọt thì con dùng nước ngọt. Còn dạ. Ví dụ mà có nước suối thì con không dùng nước ngọt. Dạ. Thôi vậy là hôm nay là có thể là sư về lại cốc ha. Dạ. Hôm bữa bữa giờ cũng nghe cũng chia sẻ là sư về làm giấy tờ gì đó sư. À, làm giấy tờ gì sư? Dạ. Rồi xong hết đi sư. Dạ. Mọi người giấy chứng minh rồi sư cũng làm xong hết phải không? Giấy căn cước rồi cũng con xong hết rồi. Dạ. Nhưng cũng tốt đẹp hết rồi. Dạ. À, hôm qua giờ sư đi á, trên đường đi á, những đoạn mà con không có chia sẻ thì những cái đoạn đó sư thấy bà con ở đây như thế nào sư? Nói chung là bà con ở đây họ rất là hiểu và họ rất là ý thức. Dạ. Yeah. Con đi vậy như cũng không có ai theo á. Dạ. Đi ngang thì họ biết tên này họ chào yêu tên một chào một phần thì thôi họ cũng chả quan tâm tới. Dạ. Yeah. Tại sáng giờ cũng có mấy đoạn đi ngang cũng đông đông nhưng mà con thấy quan sát thì bà con mình thấy cũng cũng có gì dòm theo nhưng mà kiểu giống như là chỉ dòm thôi chứ đi theo thì không đi. Nói chung người dân ở đây cái chung cũng người ta cũng rất là biết đó, cho nên rất là tốt đẹp và quan hỷ luôn. Dạ. Chỗ này chung ở đây cũng cũng gần về tới nhà sư rồi, còn cái nơi chúng ta cũng đâu mấy cây ở đâu. Dạ, sát bên. Sư chút xíu nữa sư đi hay là ngồi nghỉ lâu lâu sư mới đi. Để ngồi xuống cho nó xuống cơm cái. Dạ. Yeah. Cũng muốn dùng xong. Xuống cơm cái thì cần đi. Ủa cái bàn chân của mình đó sư. Vâng. Bữa nay là nó chai nhiều chưa sư? Vâng, nó cũng chai đỉnh rồi, nhưng cũng chưa nhiều lắm. Phải mình đã đi lâu lắm. Lâu rồi nó chai thì từ từ lên nó mới dậy lên được. Hôm qua có thời điểm lúc mà nắng nóng á. Vâng. À, cái bàn chân mình đi vậy á, nó thấy cảm giác nó nóng lên nhiều chưa? Không, lúc bây giờ là nóng con đi nó cũng cảm giác không có nóng dữ nữa. Dạ. Nó không có nóng như mà lúc đầu tiên mình đi á. Dạ, kiểu như nóng dữ lắm. Dạ. À, bây giờ cái nó tra lên được 1 lớp 2 lớp rồi đấy. Dạ. Nó cũng đỡ. Tại vì hôm bữa con cũng có dắt đầu cũng một mấy 2 giờ con cũng đi thử mà đi khoảng cỡ 5 mét thôi là nó nóng vô rất là nhanh vô vô cái thịt non mình. Tại lớp da mình nó mỏng nó không dạ. Dài đấy nên nó nóng lẹ lắm. Cho nên cái cảm giác mà con nghĩ lúc mà cái ngày đầu tiên mà sư
bầu hành ở ngoài đó đó. Tôi nghĩ cái cảm giác chắc từ lúc đó khó tả lắm. Nó nóng nhanh lắm mà mình đi một chút xíu là nó dợt lên liền. Dạ. Nó màu dợt lắm. Mình đi trời nắng nóng màu dợt lắm. Thì con trải nghiệm chỉ có một đoạn khoảng chưa được 5 mét nữa là con đã chịu không nổi rồi. Cái lúc đầu mình đi cho chân mình nó còn chưa có dây chai dữ á. Dạ. Đi vô mấy cái chỗ mà đá kiểu nhỏ đó, nó kiểu ít nhỏ đấy. Dạ. Lò đá là nhiều, đi kiểu như nó cố nó cầm. Dạ. Mà con thấy cái cảm giác mà cái đợt mà ở cầu Mỹ Thuận mà con gặp sư á, cảm giác lúc đó là con nghĩ lúc đó thời điểm đó sư đi con thấy rất là khó khăn. Chỉ mong là cho nó mau lành, mau chai lên nặng mình. Yeah. Đi là được bình thường đó. Dạ. Lúc đó đi phải bằng đi mới được. Dạ. Yeah. Không bằng là đi không được, da nó còn non. Thì lúc đó thì nó cũng đã phòng phòng ra rồi. Mà trước cái lúc mà con chưa gặp sư đó, lúc đó mới kiểu như nó mới bị phồng ra, còn có chắc còn nước ở trong á, con nghĩ chắc lúc đó về con chích ra. Dạ. Phải chích ra chứ để như vậy thì không được, không làm. Phải chích ra mà lúc mà mình mà mới đi trong ngày về tối là chích ra nó rát dữ lắm. Dạ. Với lại lúc đó là con đứng nó không được luôn. Dạ. Kiểu như nó phồng hết cái bàn chân, không còn chỗ nào nữa rồi, nên là đứng lên là nó chỗ nào đụng chỗ nào nó cũng đau hết. Dạ. Cái lúc đó rồi có khi nào mà sư suy nghĩ cái cảm giác mà nó đau mà nó con nghĩ rất là khó tả, tại vì khi mà giống như cái những cái chỗ cơ thể khác mà nó bị phỏng thôi, nó đã gác mà nó khó chịu rất là kinh khủng, mà trong khi đó là cái bàn chân của mình là nó chịu lực đó, năm dạ 50-60 kg trên cơ thể mà nó chịu trên đó, mà trong cái đó cái bàn chân mình mà đã bị tổn thương á, cho con nghĩ cái cảm giác đó không thể nào mà ta tả được đâu. Lúc đó chỉ mong sao mình làm cách gì để cho nó để mình đi được, mình đứng được, mình đi được thôi. Dạ. Chứ lúc đó nó đau quá cũng chỉ biết ngồi thôi chứ cũng chả biết làm gì, ngồi chích ra xuất thuốc vào. Sư có lúc nào mà sư cái cảm giác đau đó, sư lúc mà sư ngồi sư có suy nghĩ kiểu giống như là mình có thể không thể nào vượt qua cái cảnh tượng đó không sư? Nó tuy nó đau nhưng mà con cũng ráng con vượt qua đó, ráng nguyện thân xác này cũng là bất tỉnh vô thường, không kể đi, bây giờ đi nó bị vậy nó cũng đã bị rồi. Dạ. Thì chừng nào nó hết cũng chả được quan tâm tới. Dạ. Đi được thì không đi, đi được thì không ngồi vậy đó. Dạ. Sư cái lúc mà cái ngày đầu mà sư đi ở ngoài sư ủa hôm rồi sư nói là đi 2-3 ngày hay là 1 ngày chung với tăng đoàn sư? Dạ, 3 ngày. 3 ngày. Trong 3 cái ngày đó là cái bàn chân của mình nó đã phồng lên nhiều chưa sư? Vâng, cái ngày thứ hai là nó đã phồng rồi. Cái ngày thứ ba là nó bằng giữa, lúc đó là băng 2 xương luôn. Dạ. Thì con nghĩ lúc có băng thì chỉ cũng băng đỡ thôi chứ thực tế nó cũng đâu có ấy đâu, tại nó kiểu như băng thằng cho đá nó không có lọt. Dạ. Vào mấy đúng cái rồi. Chỗ mà con chích ra đấy. Dạ. Không có lọt vào, nó nằm ở trong đó thì đi không được. Dạ đúng rồi, khi nó lọt vô đó thì đi rất là thốn. Nên con băng lại để cho đá nó không lọt vào. Vừa lúc đó huynh đệ thấy đấy cũng hỏi con sao băng dữ vậy, cái con lọt ra, cái huynh đệ cũng nói ở như vậy là con chưa có nhiều đâu. Dạ. Thì kêu cái bạn con lúc trước kêu là thôi bây giờ con lột luôn đi, khỏi băng gì hết, nên nó băng nó hầm nó lâu lạnh lắm, nó mình chịu đau một tí rồi mình đi nó mau kéo da. À. Bây giờ con cũng chả biết sao mà con lột luôn. À. Con lột không đi được. Con cứ nghĩ là con đi không được luôn đấy, lúc đó là lột ra là đi là kiểu cái lớp da mà đi mình cảm giác như mình dẫm xuống thì nó dính lại. Dạ, cái dở lên nữa. Nó hở ra đấy. Dạ. Nó gác. Nó ra dữ lắm. Con nói là con giờ kệ lát. Con lột ra hết luôn, con đi lại chạy luôn. Cứ nghĩ là mình đi không đến nơi, mình cứ nghĩ là mình đi mình bỏ giữa chừng mình xích đoạn dưới cái đoạn đấy. Dạ. Giữa chừng mà không.
Em đi sư mệt thì cũng tóc vô vào, lúc đó lòng cũng muốn kéo vào đó. Dạ. Một không thì cũng ráng. Thì sợ kéo vào rồi cái lại đi không thấy gì. Dạ. Trước khi mà sư đi ra ra ngoài đó đi cùng với tăng đoàn á, là sư có mường tượng tới cái cảnh mà cái bàn chân mình nó như vậy không sư? Vâng, con có suy nghĩ tới tại lúc trước con đi đi đá banh trời nắng là bị dạ. Đá banh trong nhân tạo đấy. Dạ. Chạy chừng khoảng nửa tiếng là trời nắng nóng quá rồi nó cũng bị giọt à. Nhưng mà lúc đó mình có mình dài nó đỡ. Dạ. Thế con nghĩ là chắc chắn là sẽ dập rồi. Lúc cũng may mắn là lúc trước con có luyện tập thể dục thể thao đấy. Chứ là con thi điền kinh. Dạ con nghe nói cũng ở xã này là sư là chùm về chạy đường kinh đúng không? Vâng, con thi là 2-3 năm rồi, cái họ không cho con thi nữa. Dạ. Thì năm nào cũng lấy giải hết nên thôi mình năm nay đừng thi nữa để cho người khác họ thi có phong trào để có giải họ vui chứ con. Dạ. Lúc trước là hai anh em luôn luôn, hai anh em lên thi là lấy giải nhất cái năm nào cũng vậy. Dạ, sư với ai với em gái hả? Vâng, em gái con chạy đường kinh. Wow. Ủa bé Như chạy đường kinh có giải giải máy sư? À. À, cấp tỉnh là sư được giải máy ha. Dạ. Là riêng về thể loại là điền kinh ha. À, rồi ở huyện thì cũng cũng vậy hả sư? Nói chung là con đã đạt huyện rồi con mới đi tỉnh. Dạ. Tính ra như vậy thì mà, mấy năm mà tính ra sư thì cũng rất là nhiều huân chương ha. Dạ, rất nhiều giải. Dạ. Ủa sư điền kinh là sư chạy bền hay là chạy nước? Con chạy bền, chạy cự ly lúc năm đầu tiên thì chạy 2.000 dạ. Lên 4.000 rồi 5.000 7.000 nói chung là chạy đường dài dạ. Ngắn thì cũng có, ngắn thì cũng chạy cự ly tự do đấy, ngắn khoảng 100 mét 200 mét 400 mét thì cũng có. Dạ. 1.500 mét thì cũng có. Cái chạy đường dài mà dạ 3.000 ơi chưa có chạy đây nào 3.000 không 7.000 à 7.000 7 cái số dạ thầy hồi đó con cũng có chạy điền kinh một lần là con chạy được giải ba nhưng mà thời điểm đó con chạy mà kiểu như chạy bên bên quân đội tổ chức là có mang cái súng rồi băng đạn chung là dạ, đầy đủ hết là con chạy tính ra là tính cái đồng hồ bấm đó là tính ra gần 15 phút nhưng mà thua cái xã bên kia nó chạy có 11 phút mấy à. Rồi có giải ba thì đâu gần 13 phút là đó chạy 7 vòng 3.500 là tới thời điểm đó con chạy khi mà đồng đội hỗ trợ mình là kiểu không có hỗ trợ nước nha chỉ là hỗ trợ chanh nửa trái chanh cho ngậm để giữ nước con thì đó thì hỗ trợ nước mấy thầy trong trường tập đấy dạ. Thầy chạy theo tại đặt đó là cũng ông anh là cũng chỉ huy trưởng á anh kêu chạy này là tốt nhất là mình không dùng nước hạn chế dùng nước đó, chỉ dùng nước thì chút xíu là lại khác còn mình dạ còn ngậm dạ còn ngậm chanh á thì nó lâu khô lắm dùng anh cũng có kinh nghiệm rồi á rồi anh trước khi chạy là anh cũng có nói và cũng như nói với đồng đội á là chuẩn bị chanh sẵn hết cái thằng mà đi chung thi chung giải con á thì nó thi ở bên cái mảng mà ném lựu đạn ném thời điểm đó là nó ném lấy giải nhất của huyện là ném 72 mét dạ nó lên lên vòng tỉnh thì nó được giải nhì lên vòng tỉnh thì nó thua với bên chính quy của huyện huyện Hòa Bình
anh kia đâu 7 như đâu 78 79 mét. Sư có chơi môn thể thao nào nữa không? Hay là chỉ đánh bóng chuyền đó. bóng chuyền đánh có thi thi giải hay sao sư? Kiểu như trong trường không? Dạ. Trường với trên xã Giao lưu quá ha. và đánh giải mấy cái giải mà kiểu như thường năm hay tổ chức ấy. Dạ. Thì đó học trong trường thì đi đánh trường này chứ trường khác. Tất cả các trường trong địa phương đó với kiểu như ở mình ở ấp hẹn nữa nhau đấy là ha. được và đánh tự do ngoài với là cái chú cái đồ ngoài này. Sư đề mi hay là đã có công? Cầu cầu. Dạ. Chơi Ê, nếu mà sư mà chạy điền kinh như vậy con nghĩ chắc cái đà bật hơi cao ha. đó con thi đại học thể dục thể thao đó Dạ. cũng đạt cũng đậu kiểu như họ gửi thông tin về trễ với cái công đóng tiền mình cho thắng mình học luôn Dạ. là đóng tiền thôi phải rút ra là phải không có rút được hết đấy Dạ. đó, À, mình đó mình học luôn đó sư họ ở bên Cao Thắng là học bên ngành gì sư? các loại kim loại Dạ. tiện phải vào Dạ. Sư học hết bao lâu ha? con học tiếp xúc hơn 2 năm Học bên hệ cao đẳng hay sư? dạ vâng thì có đặt 2 năm mấy thì cũng cũng gần cũng gần. còn khoảng 1 năm hơn Dạ. Hệ cao đẳng thì đâu có nhiêu ba năm mấy vậy? vâng đúng Dạ. Không sao mà mình gian dở cái đó rồi bỏ sư. vâng con đi làm đấy con đi học rồi tối con đi làm thêm À. không làm có tiền nên cái bắt đầu cái học cái không không cái kiểu như thức đêm ngoài đó Dạ. vô mình học cũng nhiều khi cũng mệt học nhất nổi để thực hành thì nói chung thì con thì bên cái đó thì con thực hành thì con làm ok đó con làm nhanh lắm còn cái học lý thuyết thì còn vô lớp này đó. Kiểu như mình không học bài không nhớ Dạ. là thi không được Dạ. Như tính ra thời điểm đó sư kiểu như làm biết cái chạy theo cái đồng tiền đúng không sư? Kiểu như sinh viên mình mới lên kiểu À. chỉ tính là đi làm để trang trải cuộc sống Cuộc sinh viên sống sinh thôi viên. mà không ngờ may mắn rồi nó vô cái công việc thì nó lại kiếm tiền số tiền lớn quá Dạ. và cái lúc đó cái bắt đầu cái ham đi làm cái là học thi con không thèm đi thi luôn à, mấy bạn với thầy gọi điện thoại vô tới chỗ phòng trọ luôn kêu chỉ cần giờ vô thi thôi là mọi người hỗ trợ cho Dạ. ngày mà cũng nói chung lúc đó kiểu như nó nản hay sao không chạy Dạ. đây thì cái mới bỏ Với lại con nghĩ cái thời điểm đó sư cũng còn mới đó thì tầm khoảng cỡ 21 2 tuổi vậy hả sư? vâng Cỡ đó thì chung với lại mà ở quê mà lên thành phố mà hệ mà vừa đi học và đi làm thêm mà cái đồng tiền nó nhiều quá. cao quá Dạ. dễ bỏ học lắm Cho nên nếu mà không có quyết tâm thì dễ sa ngã mà đi nên chạy theo cái đồng tiền. nói chung là may mắn cũng đi làm mấy cái ngành nghề nói chung là nó nói chung cái mặt trái thì nó cũng có những cái vấn đề nhưng mà may mắn là mình không có bị đúng lầy vào đó Dạ. chỉ biết vậy thôi chứ không không có đúng vào cái môn gì cả Dạ, kiểu giống như là nó những vấn đề nó cũng hơi tế nhị hết thôi. đúng rồi Dạ. Cái thời gian mà sư lúc sư ra ngoài ngoại đi chung 3 ngày thì sau khi 3 ngày đó là sư về lại quê ha. Dạ. Lúc đó là về lại quê là lúc đó là sư có dự định là đi một mình thôi hay là sao? Đúng không? vâng kiểu con vẫn ở nhà mồ đấy Dạ. con vẫn đợi coi như thế nào tại vì về họ cũng nói là để cho ngoài đây mọi người về bớt đấy Dạ. không có tập trung nữa đấy rồi ở việc thì đi lại Dạ. không về con cũng đợi như vậy thôi đợi được đi lại lúc đó thật sự cũng chưa có biết tình hình thế giới như thế nào Dạ. được. Chung giờ kiểu như tùy duyên tới 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 đâu tính tới đó. Vâng. Dạ. Nó thì mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết. Mấy ngày nay thì mấy bữa trước thì
Sư Thích Minh Tuệ cũng được phỏng vấn và chia sẻ trên đài của truyền hình của nhà nước mình đó, VTV1 phải sư. Chung là cũng rất là tốt đẹp. Hình như cũng là cái chị hôm rồi phỏng vấn ở ngoài Nha Trang. Thì sau khi mà sư thọ thực xong thì cũng trò chuyện với sư một chút, thì Nam cũng xin phép kết thúc video của cô chú chị. Chắc cũng sư chắc cũng chuẩn bị đi hai sư. Thì con cũng chúc sư thật nhiều sức khỏe hai sư, và trên con đường mà tu tập mình á thì càng ngày càng tiến xa hơn.